khi mấy em tỉa rễ nhớ dầu cái rễ đó dài cũng đừng có chừa. Khi mấy em trồng vô chậu mới, mấy em đưa giá thể vô mấy cái rễ dài gãy hết, cắt cho thầy chừa lại 4 xăng đi, cắt để từ cái chỗ 4 xăng nó sẽ phân nhánh nó ra rễ mới điền chi. Và khi ra rễ mới, những cái rễ từ căn hành sẽ ra nữa, đừng kích hoạt. Hoặc là đừng có cắt trụ lũi ở dưới căn hành của ta, thôi rễ mẹ cắt hết trụ lũi ra rễ mới còn lâu. Chừa nó lại 4 xăng thì khi mà mình trồng xong giá thể vừa ngập lên cho nó ngập thì nó ló cái rễ ở ngay căn hành của nó khoảng là 1 xăng vậy nè, cách giá thể là ok rồi. Và nay mai mấy em bươi ra coi ngay cái chỗ vết cắt của em trong phần nhánh. Và kết rễ bây giờ có 322 rồi, trước đây thì nó có 322 thay thế thôi, tất nhiên là nó lấy cái H2 và nó làm 322. Còn bây giờ nó có chai vàng 322 chính thức luôn, nó có full fit 1.7% và hôm mít 7.8%. Rồi đưa vô phân hóa học 322, tất nhiên là 3 đạm 2 lân 2 kali nằm trong đó để làm rễ. Thì làm rễ bây giờ là không biết 322 cho một lít nước kích rễ cực kỳ. Thì cái chiêu này lâu rồi nhưng mà thời gian sau thì nó mất. Thì bây giờ nó có lại và đổi nhãn là không biết 322 và nó còn gồm có không biết và full biết ở trong này. Mà cái chiêu này làm rễ thì không phải mới đây, lâu rồi. Hồi lúc thầy còn dạy bên Mai Huy rồi. Ra rễ nhiều giá luôn. Mà khi chai mới này thì thầy đã thực nghiệm rồi. Hôm trong hết rồi. Mà khi chai thì các cái nhãn bộ là màu xanh, bây giờ nó màu vàng. Thì mấy đứa cứ yên tâm, cái gì mà thầy đưa lên đây thầy đã thực nghiệm hết. Cái nào thành công thì thầy mới trình bày cho mấy đứa. Có những cái mà không thành công, không thích hợp cho Lan thì thầy không đưa lên cho mấy đứa. Chứ phân bón nó nhiều lắm.